hả? Bên hông trường nóng lắm, đang nắng. Ở đây mát nè, rồi kia nóng. Thôi ra nóng lắm con, ở chạy vòng vòng này đi, chờ lát rồi mát rồi ra. Lát mát rồi ra sao chơi. Ngồi để ba tiếp nha, ha, ngồi lên, ngồi lên. Trúng, 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 thấy không, thấy không? Đó, con chạy ngay cái tầm của nó đó. Rồi lên ngồi với bạn. À, quay mặt lại. À, quay nha. Nước bên kia đúng rồi, hơn nước bên kia. Con muốn qua kia chơi không? Hả? Con muốn chơi xích đu hả? Ơi. Hả? Có nắng, ba biết nắng mà. Nắng đang rọi đó, đó, chưa hết nắng đâu. Con chơi bên đây đi. Lát rồi qua bên kia. Xích đu không? Xích đu, ngồi xích đu với em. Xích đu không? Lên trên cửa sổ coi coi bên hông trường có nắng hay là không. Bữa nay con có ngủ chưa không? Sao không ngủ?